Dạ con đâu? Nghe. Nhọn nha, Nhọn nó nguy hiểm á, cho nó đâm vô mắt á, đâm vô mặt này phải máu á. tao mắt gió mà Dẹp đi. dẹp Cho ba cầm cho, nguy hiểm. con cầm Con cầm đâm con chảy máu. con cầm người Sao chảy máu con là sao? Con cười nữa coi. Con tên gì vậy? Phong Khoa. Con Khoa Khoa. Ba con tên gì? Phong Giỏi quá. Mẹ tên gì? Phong Thảo. Thảo Thảo. Mẹ Thảo Mẹ Thảo đâu? Mẹ Thảo đâu? Thảo mẹ Hái rau. Thảo Mẹ hái rau. mẹ đâu bác Hà Hái rau với bác Hà hả? Bác Hà đâu? kêu Kêu bác Hà đi. Kêu đi. Bác Hà ơi. ơi Con dê đâu? Con dê đâu không? Nè. Con dê ha. Con dê ăn ăn cỏ. Con dê ăn cỏ đúng rồi. Dê ăn cỏ. Dê ăn cỏ rồi. Con ăn cỏ không? Con ăn cỏ. Ăn được không? Ăn Ôi, mẹ ăn đi, ăn cỏ đi, xương cỏ đi. Xương cỏ dừng về đi. Chừng đạp cất dê nha, cất dê nè. Đó, có cái kia đĩa này thấy không? Đó, lên nói chuyện với dê đi. Chơi với dê đi. Bạn con đó. Bạn con. Bạn con tuổi con dê mà. Ba con dây đi. Ba coi dê đi ha. Con nói chuyện với dê đi. Hello. Hello hả? Nói chuyện với dê đi. Hello. Hello. Xe ai? Xe chúc trường. Xe con. Dê ơi. Rồi. Hello. Chơi với Minh Khoa đi nè. Cho kha. Đi ăn cỏ không? Ăn cỏ. Giỏi. Đi ăn cỏ giỏi hả? Con có giỏi không? Có giỏi. Con cho dê ăn cỏ đi. Con lấy cỏ cho dê ăn đi. Không, đừng đánh điện thoại ba, hư đánh dê đi. Rồi đánh dê đi. Dê khóc rồi hả? Khoa à, con làm gì vậy? Minh Khoa à, con làm gì đó? Lột Lột rồi hả? Lột được không?
Con lọc đi làm cái gì? Đâu. Dơ tay con á, đưa đồ này bà cầm cho. Đây bà cầm này cho. Đừng có lột nữa. Đi coi dê đi kìa. Đi. Con nói chuyện với dê đi. Nói chuyện với dê đi. Đi con nói chuyện với dê đi Khoa. Đi nói chuyện đi. Ừ, dê ỉa cướp. Sao con nói chuyện với dê đi. Con đừng làm nó sợ. Nó sợ nó tấn công con. Đứng nói chuyện với nó đi. Nói chuyện đi, nói đi. Trời ơi, sợ. Ừ, nó sợ con hả? Sợ con. Đừng chơi cây nguy hiểm đó, con bỏ cây nó đâm con đau đó. Bỏ cây đi. Ừ. Bỏ đi đâm con đau lắm đó. Rồi đi theo ba nè. Đi đây. Đi theo ba nè. Cây nè, đau. Đau. Xe chú trường đâu Khoa?